Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì mình đã quay trở lại đây. Thì đầu tiên xin được chào mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe, chúc mọi người thành công trong cuộc sống ha. Nếu yêu mến em thì nhớ like và đăng ký subscribe ha, để theo dõi những cái clip chia sẻ của em ha. Thì như hôm bữa thì mình cũng đã có giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là những cái bạn mà quan tâm tới việc làm vlog, một cái bộ khung gọn, tiện lợi để chúng ta dễ dàng thao tác trong quá trình chúng ta tác nghiệp ha. Thì cái bộ khung vlog hôm nay mình đã để sẵn trên đây luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn xem thôi, chứ cũng không có gì hết trơn ha. Thì đầu tiên là sao rụi đâu bay vòng vòng đây trời, chán ghê. Rồi, đầu tiên là cái khung Olenji ha. Đây, mình cũng có giới thiệu rồi ha. Bây giờ muốn lắp cái GoPro này vào á thì chúng ta phải tháo cái nắp phía sau ra. Đây, sau đó chúng ta tháo luôn cái nắp bên hông nha. Đây, rồi sau đó cho cái GoPro chúng ta vào. Đấy, cho nó thẳng nha, chúng ta đút vào. Đó, cho nó sụp vào phía trong là ok. Rồi, nó sát rồi. Sau đó chúng ta đẩy cái nắp này lại, phòng khi cái GoPro nó bị rớt ra. Cái này nó hơi bót nha, cho nên mỗi lần đút vào thì chúng ta cứ từ từ ha. Đó, rồi, nó vào rồi. Rồi, nghe nó cái sụp cái ngàm một cái là xong nha, chứ còn nó chưa sụp là chưa có xong rồi đó. Và sau khi lắp vào xong thì lưu ý là chúng ta tháo cái nắp pin của GoPro ra trước nha. Rồi, ok, sau đó chúng ta sẽ đẩy cái nắp này lại. Đây là đối với trường hợp chúng ta xài cái trực tiếp cái pin ở dưới nha, cái pin của tay cầm dự phòng nha. Rồi, xong. Sau đó lắp tay cầm này là pin dự phòng luôn nha, để quay cho cái vlog luôn, khỏi lấy cái pin của GoPro ha. Rồi, ok. Sau đó lắp chân ba vào. Đó, rồi bây giờ mình đặt xuống đây nha, mọi người nhìn rõ không? Rồi, sau đó tiếp tục một cái rất là quan trọng luôn, đó là cái adapter mic nha. Cái này thì dùng để kết nối nguồn với lại kết nối cái micro của chúng ta. Đây, quay đầu này nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cái đầu adapter mic vào cái cổng của cái GoPro ha. Phải chính xác nha, chứ lúc hồi mất công gãy nữa. Rồi, xong, vô. Đó, rồi sau đó chúng ta kết nối mic. Cái này là cái mic Daddy Duo mình giới thiệu hôm bữa ha, cái mic này. Rồi, gắn phía trên này. Rồi. Đứng lại, ok. Kết nối với adapter, vô. Rồi, sau đó lấy nguồn từ dưới adapter lên. Cắm đây. Quấn một vòng nha, nhớ quấn một vòng nha. Để chi biết không? Để cho nó gọn ha. Rồi, kết nối nguồn cho adapter vô. Rồi sau đó chúng ta, nếu như mà quay đêm hoặc là quay những cái chỗ thiếu sáng nhiều quá thì chúng ta nên có một cái đèn. Đây, cho đèn bên hông đi. Rồi, sẽ cứng lại luôn nha. Rồi xong. Rồi, nếu như chúng ta có thêm kính lọc hay là cái gọi là cái filter á thì càng tốt hơn ha. Rồi, cho vô khung luôn. Rồi, đó. Như vậy là xong cái bộ khung vlog của chúng ta rồi. Đây. 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 Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình đã đang xài nguồn của cái khung luôn. Cả xài nguồn của cái này cho nên bây giờ mình mở quay phim lên là nó sẽ quay nè. Đâu rồi? Sao chưa thấy lên? Rồi, lên rồi nè mọi người. Đó. Là nó đang quay luôn này. À, xin chào tất cả các bạn. Đây, mình là Vinh Vlog nha. Thôi, xàm xàm được rồi. Nói chung là khi mình bật lên thì cái GoPro nó quay luôn. Rồi, bây giờ mình tắt.
ha. Rồi tắt rồi đó. Còn cái đèn này thì đó, bữa mình hướng dẫn rồi đó, chúng ta xài pin sạc nguồn riêng ha. Đó, mở lên hai ánh sáng luôn, sáng trắng, sáng vàng, tùy theo cái điều kiện môi trường của chúng ta muốn vàng hay trắng thì tùy chúng ta ha. Hoặc là nếu như mà quay hình sản phẩm thì chúng ta trắng ha, còn mà quay cho nó ấm ấm thì chúng ta cho nó vàng vàng tí đó. Rồi ok, cái mic này nó có cái sự lợi hại là chúng ta có thể thu âm phía trước và có thể thu âm phía sau luôn, vừa quay về vừa nói cũng được nè, nói nó cũng thu tốt nè, rồi cái người đối diện nói chuyện, đối tượng di chuyển trong kia nói chuyện thì nó cũng thu phía trước tốt luôn ha. Thì đây là một cái combo rất là tiện lợi nha. Nếu như mà bạn nào mà làm vlog nghiêm túc thì mà để dễ thao tác, chống rung, mượt mà, góc rộng, góc thiệt là wide luôn, để cho chúng ta cầm chúng ta nói chuyện gì như thế này, vừa đi vừa di chuyển thì vlogger thì chúng ta thường hay sử dụng như vậy. Thì đây là một trong những cái bộ combo mà mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc tham khảo ha. Và tất nhiên những cái người mà người ta xài cái đồ cao cấp hơn rồi thì mình không có nói nữa ha, thì cỡ này là mình thấy là quá ok rồi. Như vậy thì hôm nay mình giới thiệu cái bộ khung vlog này ráp vào cho mọi người xem. Thì bây giờ đã xong thì thôi, chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Nói nhiều thì mọi người cũng không có nghe đâu, nghe chán lắm đúng không. Rồi bye bye, nhớ đăng ký subscribe cho mình nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, chúc hoài thôi ạ. Rồi bye bye mọi người.